Hello, xin chào tất cả các anh em trở lại với kênh Đam Mê Bồ Câu. Thì cái video hôm nay mình đi mua bồ câu Monday In về các bạn. Thì mình đang ở trên đường đi chở con chim Monday In này về nha các bạn. Thì một xíu nữa mình đi về nhà mình sẽ quay cho các bạn xem. Thì mình mới làm cái chuồng mới luôn đó, Monday In. Rồi thì bây giờ mình sẽ về nhà mình bỏ vào chuồng và quay cho các anh em xem tất cả các bạn. Thì mình vừa đem con chim mới về nhà. Đây. Chuồng đây. Nên nè, anh em nghe tiếng gù nó các anh này. Bên ngoài là con trống anh em. Thì bây giờ mình bỏ vào chuồng. Chuồng mà mình mới mua nè. Máng nước rồi thì mình chưa có luôn. Mình mua sẵn rồi mình bỏ con chim vô thôi à. Đó, chưa mua khay luôn nè, chuồng mới chưa mua khay luôn các bạn. Đó thì bây giờ cho nó vô chuồng cho anh em xem. Chim rất là đẹp luôn. Monday In anh em, chân lụng tỉnh luôn, quá đẹp. Con này là bố mẹ nó là kỳ lân đó anh em. Thì con trống thì mình đợi vài hôm nữa mình gom tiền mình mua máy, bán 3-4 cặp gà thì mới mua được cái một con Monday In như thế này đó anh em. Lên chỗ mua mình nhìn thấy chim bố mẹ đẹp quá anh em. Chim bố mẹ nó thì màu kỳ lân, nhìn rất là phê luôn. Quá đẹp. Chân lụng tỉnh luôn anh em. Mon đời sau nè. Mê con này màu này lâu lắm rồi. Màu này thì nó lai lai kỳ lân à anh em. Tại vì trong người nó có máu kỳ lân á nên mình mua về. Thì mốt mình sẽ mua thêm con máy kỳ lân nữa về mình ghép. Trời ơi, chim đẹp quá anh em ơi. Để anh em xem đam mê xem chơi. Quá đẹp. Như anh em thấy nhìn cái đầu nữa nè. Nhỏ xíu rồi. Đây thì mình mới đi ghé mua mấy cái máng nước cho nó nè. Máng nước mới, mấy cái nắp máng nước nè. Nhà nó bị gãy hết rồi. Đó. Rồi mấy ăn nữa. Quá đẹp anh em. Tính quay cho anh em xem nhưng mà đến đó nó ngồi nói chuyện rồi quên quay luôn anh em. Như nãy mình có ý định là mình đến mình quay cho anh em xem luôn. Chim rất là đẹp. Thì ngồi nói chuyện hồi mình quên. Đi về tới nhà mình mới nhớ giờ. Giờ mình quay cho anh em xem nè. Chân lùng tỉnh luôn anh em, như anh em thấy là nó không lấy cái chân nữa luôn á. Rồi, mình quay cho anh em xem chơi thôi nha. Thì hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo. Thì video hôm nay mình xin tạm kết thúc nha. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.